Tôn vinh những giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn trong cộng đồng. Mở ra một lối sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần với các phương pháp rèn luyện mang đậm chất phương Đông. Truyền tải và nâng tầm những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của các ngôi chùa, dòng tu, sân môn pháp phái. Hãy đến với kênh An Viên, kênh truyền hình chuyên về văn hóa phương Đông đầu tiên ở Việt Nam. Truyền hình An Viên, nguồn lợi ích của đồng bào, niềm tự hào của người Việt.